Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video của FBI Entertainment. Mặc dù thời gian ra mắt phiên bản Cube 12 vào đầu tháng 3, thế nhưng bây giờ tôi mới có điều kiện update để giới thiệu cho mọi người. Đã lâu lắm rồi thì tôi không làm video bởi vì trong quá trình mất kênh YouTube, tôi đã làm một số ngành nghề để nhằm tạo ra thu nhập, thực hiện tiếp tục con đường âm nhạc đam mê này của mình. Trong video này tôi sẽ đưa ra một số cập nhật mới trong phiên bản Cube 12, nhưng trước hết chúng ta cùng nhắc lại một số các tính năng cũ, những tính năng độc đáo mà tôi cảm thấy kích thích khi sử dụng Cube nhằm đưa cho bạn một cái nhìn tổng thể về phần mềm này. Đặc biệt là đối với những bạn mới tìm hiểu về trong lĩnh vực âm nhạc, các bạn sẽ luôn luôn băn khoăn là sử dụng DAW nào trong quá trình sản xuất âm nhạc của mình. Có nhiều chuyên gia music học đã từng review, đánh giá, so sánh các phần mềm âm nhạc với nhau, và thậm chí nhiều người có những cái nhìn phiến diện về một số các DAW, chưa kể đến chưa chắc họ đã đầu tư kinh phí để mua bản quyền phần mềm đó để so sánh. Đối với tôi mà nói, việc sử dụng phần mềm DAW nào không quan trọng, bởi vì các phần mềm làm nhạc âm thanh đều có những chức năng và công cụ tương tự như nhau. Chúng đều dựa trên các nguyên lý, công thức làm nhạc tiêu chuẩn, và tất cả các DAW đều có những nhà sản xuất, những người sản xuất âm nhạc nổi tiếng là đã đạt được những giải thưởng cao quý. Điều quan trọng không phải là DAW nào, mà điều quan trọng đó chính là bạn sử dụng nó như thế nào. Tôi không hẳn là một chuyên gia về DAW hoặc là những cái phần mềm sản xuất âm nhạc cũng như là trong lĩnh vực sản xuất âm nhạc, thế nhưng là tôi sẽ cố gắng đưa cho bạn những lời khuyên tốt nhất trong quá trình làm nhạc của các bạn. Nào bây giờ chúng ta cùng điểm danh những chức năng hay ho có trong Cubase trước khi chúng ta đi vào phần nâng cấp của Cubase 12. Tất nhiên ở trong phần này thì tôi sẽ nêu ra những chức năng mà tôi cảm thấy nó thú vị và độc đáo, có lẽ mà nhiều người sẽ bỏ quên nó, và tôi sẽ không nói những cái chức năng mà đơn thuần mà hầu như các DAW nào cũng có. Đầu tiên là đối với những các công cụ hỗ trợ và sáng tác âm nhạc. Codepad là công cụ bạn chỉ cần cài đặt hợp âm vào các núm đệm, các nút trên MIDI controller, bạn có thể dễ dàng chơi hợp âm với một ngón tay duy nhất. Codec giúp bạn dễ dàng quản lý tổng thể bản nhạc của bạn, từ hợp âm, hòa thanh đến việc chỉnh sửa cao độ của các file thu âm để bản nhạc của bạn được thống nhất với nhau, không đi sai hòa thanh của bản nhạc. Code Assistant Cyclophip là bảng hỗ trợ xây dựng hòa thanh giúp bạn hoàn thiện hòa thanh của một bản nhạc một cách dễ dàng. Score Editor, đây là công cụ giúp đưa bản phối dưới dạng các nốt MIDI của bạn thành các bản nhạc. Scale Assistant dễ dàng thay đổi các nốt nhạc theo hoàn tanh mà bạn đã định trước. Arrangement Check, giả sử bạn có các đoạn nhạc như intro, verse, chorus, bạn muốn thay đổi thứ tự chúng thì đây là công cụ sẽ giúp bạn thay đổi thứ tự chúng. Load Expansion, như chúng ta biết, nếu chúng ta muốn automation thì tất nhiên tất cả các nốt nhạc của chúng ta sẽ bị automation theo. Nhưng giả sử bạn chỉ muốn automation một nốt MIDI riêng lẻ trong một chuỗi các nốt MIDI thì bạn sẽ sử dụng các chức năng này. Time Warp, bình thường chúng ta sẽ cố gắng co kéo bản thu âm của chúng ta khớp với tempo, nhưng mà khi chúng ta muốn làm ngược lại, tức là chúng ta muốn thay đổi tempo theo bản nhạc, thì chúng ta sẽ sử dụng chức năng này. Chức năng này nghe có vẻ vô lý, nhưng trong một số trường hợp nhất định bạn sẽ thường xuyên sử dụng nó, đặc biệt là dùng để hoàn thiện những bản thu trực tiếp khi có tempo không ổn định. Đối với các chức năng dùng để thu âm, có lẽ chức năng hay ho của nó chính là MIDI Retrospective Record. Khi bạn ghi âm MIDI, bạn có lỡ quên ấn nút record thì chức năng MIDI Retrospective Record sẽ giúp bạn lấy lại những gì thực hiện trong lần play trước đó. Một tính năng khác mà tôi thích đó chính là khi ghi âm chúng ta sử dụng Scale Assistant. Ngoài việc tự động thay đổi trong quá trình làm nhạc, lúc bạn ghi âm MIDI dù bạn đánh sai hòa thanh, chúng sẽ tự động đưa về hòa thanh mà bạn mong muốn. Control Room, nếu bạn đang làm chủ một phòng thu chuyên nghiệp thì đây là chức năng hiệu quả giúp bạn kết nối các đường âm thanh cũng như kiểm soát các đường âm thanh đầu ra đầu vào hiệu quả. Đối với quản lý các chỉnh sửa edit, thứ mà tôi cảm thấy thực sự hứng thú đó chính là Drum Editor. Bạn sẽ gặp khó khăn trong việc quản lý drum mat, bạn không biết các nốt nhạc nào là hi-hat, snare, kick, storm thì Drum Editor sẽ giúp bạn kiểm soát dễ dàng hơn. Đối với việc edit audio, ngoài chức năng cắt ghép, co giãn, tạo các fader thì chức năng cảm thấy hợp lý cho các đoạn âm thanh đặc biệt, đối với những đoạn âm thanh có tiết tấu nhịp điệu rõ ràng mà muốn khớp với tempo, bạn hãy dùng chức năng Quantize Panel. Hầu như các DAW đều có chức năng tạo sample track từ audio, nó giúp tiết kiệm tài nguyên cũng như công sức của người làm nhạc khi sử dụng các mẫu nhạc có sẵn đưa thành các nốt MIDI. Khi nhắc đến Cubase, chúng ta sẽ nhắc đến công cụ chỉnh sửa cao độ, chỉnh phone, vary audio. Sẽ có nhiều người thắc mắc rằng nên sử dụng công cụ chỉnh phone ở trong máy có sẵn hay sử dụng công cụ bên ngoài. Đối với tôi mà nói, việc sử dụng công cụ vary có nhiều lợi ích hơn. Điều quan trọng nhất chính là khả năng đồng bộ hòa thanh bản phối mà tôi đã thực hiện. Còn về chất lượng chỉnh sửa cao độ, điều này phụ thuộc hoàn toàn vào việc bạn hiểu công cụ chỉnh phone của bạn như thế nào, vì các công cụ chỉnh phone đều có cùng một nguyên lý. Audio argument, giả sử bạn có những đoạn âm thanh giống hệt nhau, tuy nhiên file thu âm không trùng nhau về thời gian và nhịp độ. Lúc này chúng ta sử dụng công cụ audio argument để khiến mọi thứ trở lên khớp và đồng đều hơn. Trong phiên bản 11 đã có Spectral Layer, về cơ bản bạn có thể tách nhạc ra khỏi lời nhờ công cụ này, cũng như chỉnh sửa âm thanh một cách chi tiết mà khi các bạn sử dụng các công cụ ví dụ như EQ để loại bỏ tần số xấu không thực hiện được. Khi mixing, tôi cảm thấy vô cùng thú vị với việc sử dụng Channel Shift. Ngày nay đa phần các bạn sẽ luôn lúng túng trong việc sử dụng FX nào, công cụ nào dùng để mixing. Channel Shift mang lại các chuỗi công cụ xử lý khi chúng ta sử dụng trên các bản mixer ngoài thực tế. Về cơ bản, những gì chúng ta cần đều làm ở đây.
Sero Combine Banner, với panning thông thường bạn xác định được vị trí âm thanh của nó, nhưng với Sero Combine Banner bạn có thể quản lý trường âm thanh trên những đoạn âm thanh stereo. Giả sử bạn có đoạn âm thanh quá rộng dẫn đến hủy pha, hoặc đặc biệt đối với đài âm thanh được thu âm bằng kỹ thuật picking stereo, Sero Combine Banner sẽ giúp bạn thu hẹp định vị lại độc lập của hai kênh, giúp âm thanh của bạn trở nên chính xác hơn. VCA Fader, giả sử bạn có quá nhiều jack nhạc cần điều chỉnh âm lượng volume một cách đồng đều để tránh hiện tượng cộng gộp âm lượng tại jack stereo cuối cùng. Việc giảm volume ở jack stereo bus không hiệu quả. Việc tạo link với VCA Fader giúp bạn kéo âm thanh tổng thể của tất cả các jack nhạc xuống, từ đó tránh được âm thanh cuối cùng bị tổng hợp nghe quá ồn ào. Với các công cụ ảo Intrument VST trong Cubase, tôi đều thích tất cả các công cụ của chúng như Haloselic, Govern Agent, Retrologui, Passop. Chúng đều cung cấp đầy đủ cho bạn các công cụ để tạo bản nhạc của mình. Supervision giúp bạn dễ dàng đọc các thông số khi mixing. Với chức năng Spectral Compression EQ, bạn có thể xem cũng như là so sánh các tần số của nhiều jack nhạc với nhau, từ đó đưa ra quyết định tăng giảm EQ trên từng jack nhạc. Đối với các hiệu ứng và plugin dùng để mixing, với cơ bản như vào DAW khác thì chúng đều có các công cụ như là Com, Limiter, Gate, Saturation, v.v. và mê. Chúng còn có những công cụ hiệu ứng mạnh mẽ khác, ví dụ như là Envelope Shape. Bạn quá băn khoăn với việc sử dụng Com một cách khó hiểu để thay đổi ARR thì Envelope Shape sẽ giúp bạn làm điều này. Các phần chuyển đổi Transient cũng như Stand dễ dàng quản lý hơn bao giờ hết. Maximizer dễ dàng quản lý độ ồn louder khi chúng ta mastering. Squatter, đây là một công cụ tuyệt vời xuất hiện trong QA1, giúp giới hạn dynamic của đoạn âm thanh trong một khoảng xác định. Chúng có khả năng quản lý lên tới 4 băng tần khác nhau. Nếu bạn có đoạn âm thanh thiếu sức mạnh rõ ràng, bạn hãy sử dụng nó. Thực tế với công cụ này, bạn không cần sử dụng Com để khiến mọi thứ trở nên dày dặn và béo hơn, bởi vì Squatter sẽ khiến âm thanh của bạn trở nên nổi bật và béo hơn bao giờ hết. Revelation, Reverine, Roomwork là những hiệu ứng hồi âm reverb tuyệt vời. Với việc làm màu Saturation, bạn sẽ có Mangetto 2, nhưng có lẽ thứ tuyệt vời hơn cả đó chính là Quantafer 2. Chúng là một công cụ Saturation đa băng tần với nhiều loại màu sắc khác nhau, kèm theo khả năng delay giúp dễ dàng tạo ra hiệu ứng biến dạng tap delay một cách dễ dàng. Bạn đang có một âm thanh đơn âm, bạn muốn tạo hiệu ứng double tracking thì Colander sẽ giúp bạn tạo ra hiệu ứng như vậy. Sero Exchange và Imagener là các công cụ quản lý trường âm thanh. Thế nhưng Imagener khác với Sero Exchange. Sero Exchange dựa trên cơ chế tạo phase nhờ delay để mở rộng trường âm thanh, trong khi đó Imagener dựa trên nguyên lý min size để mở rộng trường âm thanh. Bạn có thể tùy ý mở rộng tại một hoặc nhiều giải tần số khác nhau. Công cụ Multitap Delay, thông thường delay là hiệu ứng lặp lại giống y bản gốc theo thời gian xác định và có âm lượng giảm dần. Thế nhưng Multitap Delay lại khác, mà có thể thay đổi vị trí delay, thậm chí hiệu ứng của từng lần lặp lại. Điều này xây dựng cho bạn một delay với độ lặp phong phú. Đối với các công cụ chỉnh sửa MIDI nhằm tạo ra các sequencer hấp dẫn, chúng ta sẽ có các công cụ như Beat Designer là một công cụ dễ dàng cho bạn sáng tạo những ca khúc mới, hoặc là các bạn có thể chơi loop những đoạn drum. Amplify và Amplify cũng như là Step Design giúp tạo ra các chuỗi aggregato như trên một máy tổng hợp synthesizer. Về phần thư viện loop, sound và preset, Cubase cung cấp một bộ thư viện phong phú với mọi thể loại âm nhạc cũng như là âm thanh dành cho truyền hình, cũng như các bộ preset giúp bạn mixing nhanh hơn. Với VST Collect và VST Transit, bạn có thể dễ dàng kết nối làm việc thu âm cũng như là chia sẻ dự án của bạn với nhiều đối tác khác. Khả năng làm việc với VR, tính năng này tuyệt vời giúp cho các nhà làm phim và làm game có thể tạo ra những không gian âm thanh 3 chiều. Tất nhiên, như đã nói ở phần trên đầu, khi bạn chỉnh sửa MIDI hoặc audio trên Cubase, điều tuyệt vời nhất chính là chúng có khả năng tự động bắt điểm, tự dễ dàng thay đổi trường độ lốt nhạc, tự động chạy theo hòa thanh, hoặc đơn giản nếu bạn là người chưa biết gì về hòa thanh, bạn muốn quản lý hòa thanh một cách dễ dàng, hoặc bạn mới tập sáng tác thì Cubase cũng cung cấp cho bạn tất cả những công cụ để bạn có thể hoàn thiện mọi thứ từ A đến Z. Tất nhiên, những điều tôi nói ở trên đều là những công cụ trong hàng chục các công cụ, những chức năng của Cubase và những thứ thú vị và các chức năng khác bạn cần phải có thời gian tìm hiểu cũng như là đọc hướng dẫn. Vậy thì bây giờ Cubase 12 sẽ có những cái cải tiến gì? Để sở hữu một bản Cubase bản quyền thì không phải ai cũng có điều kiện để nâng cấp nó, bởi vì giá thành nó cũng khá là cao. Nhưng nếu bạn đã từng sử dụng Cubase bản quyền thì chắc chắn bạn sẽ công nhận rằng việc trải nghiệm bản quyền sẽ hoàn toàn khác với việc bạn sử dụng bản thuốc bắc bên ngoài. Nhưng cái giá phải trả chính là kinh phí bỏ ra khá lớn. Nhưng biết sao được, nếu mà các bạn đã yêu thích nó thì các bạn hãy lên mua nó. Dưới đây là một số update đặc sắc đến từ Cubase 12 so với phiên bản trước đó. Để tìm hiểu và các update cũng như chiếc lắp mới, bạn hãy lên trang chủ và tìm kiếm. Điều kể đến đầu tiên mà ai cũng cần quan tâm đó chính là từ phiên bản 12, bạn sẽ không phải sử dụng USB Ulicenser để đăng ký bản quyền nữa. Hay nói cách khác, bạn sẽ không phải tốn thêm 1,5 triệu để sở hữu một cái USB chỉ để đăng ký sản phẩm. Hầu hết các phần mềm hiện nay, bạn chỉ cần có email và một trung tâm cài đặt phần mềm, bạn có thể tự do sử dụng các phần mềm mà bạn đã mua. Khi chuyển qua chế độ sử dụng không cần USB, bạn có thể cài đặt các phần mềm trên nhiều máy tính, và trong cùng một thời điểm, bạn có thể sử dụng 3 máy tính đồng thời. Mặc dù không phải dùng USB Ulicenser để đăng ký sản phẩm Cubase 12, tuy nhiên những sản phẩm khác của Steambird vẫn phải sử dụng USB Ulicenser, vì thế bạn cần phải lưu ý điều này.
MIDI Remote Intelligence, ngày nay đa số các MIDI controller ra đời với nhiều hình thức chức năng khác nhau, không phải DAW nào cũng có thể tích hợp đầy đủ các driver mới nhất của chúng. Công cụ MIDI Remote Scream sẽ tạo ra một sự kết nối tuyệt vời. Bạn có thể chủ động cài đặt kết nối MIDI controller thông qua việc thiết lập công cụ MIDI Control Surface Editor. Điều này giúp bạn dễ dàng quản lý với nhiều loại MIDI controller khác nhau mà không bị giới hạn. Varia Audio with Scale Assistant. Công cụ Vario Audio vốn dĩ là một công cụ mạnh mẽ, tự động thay đổi lốt nhạc theo code check một cách dễ dàng. Ngoài code check, nó sẽ bổ sung thêm tính năng thay đổi theo vòng hòa thanh Scale Assistant. Điều này khiến mọi thứ trở nên mạnh mẽ và dễ dàng hơn. Audio to MIDI Code, bạn chỉ cần kéo file audio vào code check, mọi hợp âm sẽ hiện ra. Tất nhiên, bạn chỉ có thể làm điều đó với các nhạc cụ đơn lẻ. Điều này giúp dễ dàng cho các bạn sáng tác bài hát trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Hay nói cách khác, đây là công cụ giúp phân tích file audio thành file MIDI dạng hợp âm. Epic Modulation, bạn muốn tạo ra âm thanh sáng tạo với sự thay đổi sắc thái theo từng khuôn nhịp. Epic Modulation cung cấp bảng điều khiển LFO với 6 hiệu ứng trong một công cụ. Audio Warp Improvement, trước đây Audio Warp chỉ xuất hiện trong các track thu riêng lẻ. Thế nhưng bây giờ bạn có thể thay đổi co kéo toàn bộ tổng thể track nhạc của bạn ngay ở cửa sổ bên ngoài. Điều này rất thích hợp cho các bản thu live band trực tiếp khi bạn muốn chỉnh sửa đồng bộ toàn bản nhạc. Riser, đây là công cụ limiter nằm trong độ ồn cho âm thanh khi tiến hành mixing hoặc mastering. Về cơ bản, bạn sẽ nhận được giá trị độ ồn mượt mà hơn. Vậy, chúng khác gì với việc sử dụng limiter thông thường? Đó chính là khả năng tấn công cực nhanh, khiến cho các cua tấn công phần ất tách của âm thanh không xuất hiện các lớp gãy. Relay có thể thay đổi phù hợp với từng tính chất của nhạc cụ giọng hát, khiến mọi thứ trở nên mượt mà và rõ ràng hơn. Khi sử dụng vào song Centerboard, chúng khiến cho âm thanh trở nên nổi bật và rõ ràng, và đặc biệt trong quá trình mastering. Công cụ Logic Editor với nhiều phần nâng cấp, đây có vẻ là một công cụ khó hiểu với nhiều người, thế nhưng đó là một công cụ kiểm soát cực kỳ hữu dụng cho các bạn. Phiên bản nâng cấp của nó sẽ dễ dàng tìm kiếm và đặt lệnh, dễ dàng chỉnh sửa hơn. Ver Acoustic Master Bridge, Cubase 12 được bổ sung thêm nhạc cụ Piano Ver với màu sắc âm thanh đẹp, thơ mộng, ấm áp. Bộ tiếng này được thu âm tại Yamaha Studio ở LA. Dolby Atmos Music Creation, tái tạo lại hệ thống âm thanh có chiều sâu đến từ hệ thống âm thanh Dolby Atmos. Hệ thống Dolby giúp bạn mixing bản nhạc của bạn theo một chiều không gian mới. Mọi thứ được xây dựng dưới dạng không gian 3 chiều. Điều này tạo ra chiều sâu cho bản nhạc tốt hơn bao giờ hết. Ngoài những tính năng độc đáo mới lạ ở trên, Cubase 12 nâng cấp nhiều tính năng và cách thức làm việc độc đáo đến từ hệ thống NeuReal chuyên nghiệp. Cubase cải tiến cách thức quản lý với ARA, Code Phase, Module, đồng hồ đo VU. Thao tác Workflow dễ dàng hơn với các phím tắt tiện dụng, kèm theo đó là hệ thống hỗ trợ giao diện mới, mượt mà hơn. Trên đây là một số tóm lược với các chức năng của Cubase để khi chúng ta sử dụng Cubase một cách hiệu quả. Và tất nhiên là khi các bạn sử dụng bất kỳ một DAW nào, các bạn cũng cố gắng nắm bắt và hiểu rõ các công cụ của chúng để chúng ta có thể sử dụng và làm việc tốt hơn. Xin chào và hẹn gặp lại ở các video lần sau. Nhớ like và subscribe kênh channel của mình để xem nhiều clip hay nhé. Xin cảm ơn các bạn.